đi trước nha. Chào anh yêu. Còn nhớ mình là ai và làm gì không? Nhớ. Nhớ? Vậy thì tại sao lại không chịu bán thuốc như vậy? Mà nói là hết thuốc rồi. Cô muốn tôi bán cái thứ thuốc độc hại đó trong này hả? Anh còn dám chối nữa hả? Rõ ràng là chiều hôm nay em bắt gặp anh đi với lại một đứa con gái khác. Anh có còn coi em là bạn gái của anh nữa không? Tôi cũng như anh thôi, không muốn nhìn đám thanh niên kia cả ngày tụi nó cứ dùng mấy cái thứ thuốc đó. Nhưng mà nếu chúng ta không làm như thật á, thì bọn họ sẽ nghi ngờ anh. Lúc đó bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển hết, anh biết không? Tôi biết là như vậy. Nhưng không có nói nhiều. Bây giờ á, hãy ra hoàn thành tốt trách nhiệm, làm tốt việc một đại ca đi. Ông Trùm sắp tới rồi đó, không còn lâu nữa đâu. Đây là lệnh. Đi phát thuốc cho họ đi. Dạ. Cậu đang có chuyện gì sao? Cậu ta ghen em hả? Thật ra nếu được như vậy á thì em cũng mừng lắm rồi. Ủa? Vậy chứ không phải sao? Dạ không, là em ghen ảnh. Ảnh á, ảnh lên đây có mấy tháng rồi mà thay lòng đổi dạ rồi. Em biết bây giờ trong mắt ảnh chỉ có người đẹp tuyết thôi à. Em nói có chút xíu mà ảnh đòi đánh em rồi. Trời đất ơi, chị không ngờ nó đối xử với em vậy đó hả? Dạ, không những vậy á, mà ảnh á hả, còn viện lý do là em không biết chiều ảnh nên đòi bỏ em. Giờ em hỏi chị chứ, em mà không tiếp khách á thì lấy tiền đâu mà gửi về quê để lo cho ba má của em được. Em buồn quá. Thôi, em cũng đừng có buồn nữa. Lỡ khách thấy tưởng chị ăn hiếp em, tội nghiệp chị. Thôi, chị vô trong có công chuyện, hết giờ lên phòng gặp chị sẽ chỉ cách hiếp em cũng được nhiều tiền, chịu không? Chị sẽ giúp em thiệt hả? Thiệt? Chị nói thiệt đúng không? Chị đâu có bao giờ nói sai với em. Em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi. Vậy thôi, để em đi tiếp khách. Chị thấy em được chưa? Rồi, đẹp rồi. Dạ, em đi nha. Anh bắn cái cầu giao tổng kia kìa. Đó. Điện ở đây sẽ tắt hết. Tôi sẽ tập trung hướng chú ý của họ về phía tôi. Sau đó thì anh chạy thẳng về hướng kia. Bên kia bức tường có một cái lỗ cống thông ra ngoài đường lớn. Cô nói thật không? Tôi nói dối làm gì chứ? Nhìn cái gì? Là cô hả? Anh biết tôi hả? Đi. Ê, khoan đã. Anh ơi, em xin lỗi nha. Anh đừng có giận. Bạn em nóng tính, xưa nay nó như vậy á. Người ngang ngược vậy, giận làm cái gì? Dạ. Ý anh nói là tôi ngang ngược đó hả? Ê, cô kia. Nè. Đưa đây. Ráng lên, không đau đâu. Vậy giờ tôi phải làm sao?
Biết sợ rồi hả? Chứ, đời tôi không có từ sợ. Hay quá. Vậy thôi, ngồi im đó, chờ ngày cưa tay đi. Ê, thôi được rồi, tôi biết sợ rồi. Bác sĩ, giúp tôi đi. Bây giờ tôi sẽ mở rộng miệng vết thương ra để làm lành ở bên trong ha. Anh cười gì? Thì tôi thấy vui tôi cười không được hả? Cô sao vậy? Thấy lạnh à? Tôi đâu có lạnh. Tại vì nhìn anh cười rất là giống một người bạn của tôi. Tôi giống người bạn của cô? Nhưng mà chắc chắn anh không phải là người ấy rồi. Bởi vì bạn của tôi chết rồi. Xem ra mình với cô bác sĩ này có quá nhiều cơ hội gặp nhau rồi. Nhưng mà cơ hội để làm gì khi mà không thể có kết quả? Cảnh ơi, mày nghĩ đi đâu vậy? Cô ta là con của một thượng tá mà, người mà hàng đêm trực chờ còng đầu mà vô tù. Đúng là khùng. Ủa, chị Tuyết, sao chị đánh tôi? Ai biểu mày giành anh Cảnh của tao? Chị nói cái gì vậy? Tôi giành anh Cảnh của chị hồi nào chứ? Đừng tưởng tao không thấy, tao không biết. Có phải hôm trước mày với anh Cảnh cùng nắm tay nhau đi vào công viên, bây giờ còn tính đến đây quyến rũ anh nữa hả? Đúng không? Tôi với ảnh chỉ là bạn thôi, chị đừng có nói bậy nữa. Coi chừng tôi thưa chị tội du khống bây giờ đó. Giỏi á thì mày thưa đi, tao thách đó. Tao cho mày biết nha, tao mà còn thấy mày tới gần anh Cảnh một lần nữa thì đừng có trách tao. Chị vô lý thiệt nha. Chị lấy cái quyền gì mà chị cấm tôi gặp anh Cảnh? Chị với anh Cảnh đã là cái gì đâu? Tao vô lý vậy đó, được không? Đại ca, đại ca, đại ca. Chuyện gì? Chị Tuyết á, chị. Con Tuyết sao? Chị á. Đứa nào dám làm gì đó? Không ai dám đụng đến chị hết trơn á. Chị với cô bác sĩ của anh á, ngoài đầu hẻm á. Cái gì? Em nói chị Tuyết á, với cô bác sĩ của anh ngoài đầu hẻm á. Trời ơi, ngoài đầu hẻm nha đại ca. Ngày nay khổ cho đại ca rồi. Bên tình bên nghĩa, chọn ai bây giờ? Mày gan nó không bao giờ nghe những lời giáo hả mày? Tuyết, mày đủ rồi nghe. Anh Cảnh, anh hiểu lầm rồi. Anh xin lỗi. Không phải vậy đâu. Chị Phương à, anh xin lỗi. Anh Cảnh, không phải vậy đâu mà. Em không thể ai giành mất anh Cảnh của em đâu. Ai cho em cái quyền kiểm soát cuộc sống của anh như vậy hả? Em buông ra coi. Anh Cảnh, không phải vậy đâu mà. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi mà. Chị anh Phương, Cảnh. Chị Phương à, em hiểu lầm rồi. Đừng chị Phương của ta nữa mà anh Cảnh. Anh Cảnh. Chị Phương. Mày quan sát cho kỹ. Dạ. Thế sao? Em thấy cũng kính cổng cao tường. Em thấy cũng vắng vẻ, thuận tiện cho ta ra tay mà không sợ bị ai phát hiện. Mày đang nói cái gì vậy? Dạ thì em nói địa điểm lý tưởng để cho ta khử con mồi. Tao có kêu mày khử con mồi sao? Vậy sao đại ca lại nói? Ý tao nói là mày coi căn nhà này coi có được hay không, có thích không. Nếu tao tặng cho mày căn nhà này thì sao? Đại ca, đại ca đừng có giỡn kiểu này nghe. Tao là người thích giỡn sao? Mày theo tao đã bao nhiêu năm rồi?
Nói vậy đại ca cho em căn nhà này thiệt hả? Mà sao đại ca lại cho em? Vô coi tiếp đi rồi nói. Sao? Có thấy thích không? Dạ. Dạ, không phải thích, mà là quá thích luôn đại ca. Nhưng em nghĩ căn nhà này không có rẻ rồi đại ca. Mà sao đại ca lại tặng cho em? Ta muốn đền bù cho cái cảm giác khó chịu của mày khi phải chịu làm đàn em dưới trướng của thằng Đăng. Dạ, đại ca nói quan cho em rồi. Em đâu có khó chịu vậy đâu đại ca. Mày không cần phải chối. Tự nhiên bị mất số, làm đàn em của một thằng chẳng ra gì, từ trên trời rơi xuống. Tao biết mày rất khó chịu. Nhưng mày cứ yên tâm, mày không phải chịu lâu đâu. Đây chỉ là tạm thời thôi. Và không bao lâu nữa, mày sẽ được trả về vị trí cũ, thậm chí còn cao hơn nữa. Dạ, được đại ca chiếu cố thì đàn em rất là cảm ơn đại ca. Tao biết, chỉ có cách này mới lộ bộ mặt thật của thằng tí chuột. Và nó tưởng mày bị tao bỏ rơi. Mấy ngày qua, nó tới gặp tao và không tiếc lời nói xấu thằng đại ca của mày. Dạ, em biết lỗi rồi đại ca. Lẽ ra em không nên nghe lời tí chuột để đối xấu đại ca. Những gì mày nói và những nơi mày đến gặp gỡ và tiếp xúc với thằng tí chuột, tao đều biết hết. Bấy nhiêu đó có đủ cho mày một phát đạn vô đầu không? Đại ca, em biết lỗi rồi đại ca. Nhưng không, dù sao mày cũng là thằng đàn em vào sinh ra tử với tao rất nhiều năm. Tao không thể vì một thằng khốn chẳng ra gì mà tự chặt đứt tay chân của mình. Tùng xẻo à. Thật ra thì trong thâm tâm của tao, mày vẫn là thằng giỏi nhất. Được rồi, mày lấy ghế ngồi đi. Đại ca coi trọng em là một đứa giỏi nhất. Không phải đại ca tin thằng Tư Hoành với thằng Sĩ Đăng hơn em sao? Mày không biết à? Thằng Tư Hoành chỉ là một cái bị thịt không đầu óc. Còn thằng Đăng, nó là một đứa vô danh tiểu tốt từ trên trời rơi xuống. Mày nghĩ tao điên hả? Mà trọng hai thằng đó hơn mày. Nhưng thằng Đăng nó lập công lớn với ông chủ, tạm thời thưởng cho nó một vị trí. Mày cứ chờ ít ngày nữa đi. Nó mà sơ sẩy hư việc, tao sẽ lấy lại vị trí đó cho mày. Còn bây giờ mày hài lòng với căn nhà này không? Dạ, em quá hài lòng đại ca. Tốt. Mày cứ tiếp tục giữ thái độ bất mãn đó đi, và tiếp cận thằng tí chuột cho tao. Để sau khi tao hạ bệ thằng này, tao sẽ nói với ông chủ là sẽ cho mày lên vị trí của nó. Đại ca nói thiệt hả? Mày còn hỏi một tiếng nữa là coi chừng tao đó. Dạ, dạ biết rồi, em sẽ không hỏi đại ca nữa đâu. Từ đây em sẽ trung thành hết lòng hết dạ với đại ca. Thank you.
mọi chuyện là như vậy đó ba. Thực sự là anh Hùng có thù oán cá nhân, chứ không phải là anh ấy muốn qua mặt ba làm gì đâu. Thằng Hùng kể với con như vậy à? Dạ. Rồi con có tin được không? Thật ra xét về mặt tình cảm, con thấy anh Hùng rất là thật. Xét về mặt logic, con thấy anh ta không có động cơ gì để làm như vậy hết. Ba nghĩ đi, hiện tại bây giờ anh ta đang là một trong những đàn em được ba tin tưởng và trọng dụng nhất. Anh ta lại còn đang theo đuổi giấc mơ trở thành con rể của ba. Dạy gì mà đi phản lại ba chứ. Xưa nay ba luôn tin vào trực giác và tài phán đoán của con. Có lẽ lần này ba đã nghi quan cho nó. Binh pháp có câu, dụng người thì phải tin, thì mới có thể khiến người ta hết lòng hết dạ trung thành với mình được. Ba không nên nghe lời tí chuột xúc xỉm mà nghi ngờ anh Hùng. Theo con, chính tí chuột mới là người đáng phải đề phòng. Trong cách nói của con hình như có mùi thiên vị Hùng què. Nói thật cho ba biết, có phải con cũng có cảm tình với hắn rồi không? Đúng là con có chút cảm tình với anh Hùng, nhưng mà không phải như ba nghĩ đâu. Con chỉ là nghe lời ba, thu phục nhân tâm thôi. Như vậy con có giúp bà thu phục một người nữa không? À, ba lại muốn lợi dụng sắc đẹp của con gái cưng này rồi đúng không? Nhưng mà không sao, vì sự nghiệp của ba con sẵn lòng. Có phải người mới của ba chính là anh chàng tướng cướp đã làm con tức điên lên không? Sinh ba ra là cha mẹ, nhưng mà hiểu được ba chỉ có con gái cưng thôi. Hơn tất cả đám tay chân Hùng què tí chuột, con mới là cánh tay đắc lực mà ba tin tưởng nhất. Dĩ nhiên rồi ba, hổ phụ sinh hổ tử mà. Không sai. Cô mời ba. Cái gì? Cô ta dám đánh bà thiệt hả? Lúc đó hả, tôi tức lắm á. Tôi định là hả, cho bả một bài học luôn. Nhưng mà tôi nghĩ lại tôi thấy cũng không đáng, nên thôi, bỏ qua. Vậy bây giờ bà tính sao nữa? Không biết, nhưng mà chắc có lẽ là phải tránh mặt anh ta thôi chứ làm sao. Không lẽ bây giờ tôi đi giành giật tình yêu với lại cô vũ nữ kia? Bà nói thì cũng phải. Công nhận anh Cảnh là người tốt thiệt, nhưng mà dù sao anh cũng chỉ là một công nhân bốc vác thôi, làm sao mà xứng tầm với bà, đúng không? Không, ý tôi không phải vậy đâu. Mệt quá, lên xe đi nè. Nè, cô kia, đây là trường đại học nha, chứ không phải chỗ để làm càn đâu đó. Đến đây để làm gì hả? Lần này mà quýnh bạn tôi không có tha cho đâu à. Xin lỗi, đừng có hiểu lầm. Tôi đến đây không phải để gây sự đâu. Tôi muốn gặp riêng để xin lỗi Sĩ Phương. Cái gì hả? Cô đồng ý cho tôi mời nước chứ? Xin lỗi hả? Muốn xin lỗi gì á? Thì xin lỗi liền ở đây đi. Mắc mớ gì rủ đi uống nước? Muốn giở trò gì hả? Không đâu, tôi muốn gặp Sĩ Phương để nói chuyện thôi. Không, giữa tôi và cô á không có gì để nói hết. Đi thôi Tú. Đi. Sĩ Phương, xin hãy cho tôi một cơ hội đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, chỉ 10 phút thôi. Ở gần đây có một quán nước, mình đến đó đi. Không có sao đâu, nhưng mà tôi không có nhiều thời gian đâu nha. Cái gì? Tôi đi nha. Thôi, để tôi đi với bà nữa.
Thôi không sao đâu, dù sao chị cũng muốn nói chuyện riêng với tôi mà. Bà đi về đi, tôi không sao đâu nha. Thôi đi, đi. Nhưng mà không sao đâu, đi đi. Nhưng nghe mà không? Ê, cẩn thận đó. Thì tôi đang ngồi đây rồi nè. Chị có gì muốn nói với tôi thì nói đi. Đầu tiên tôi xin lỗi cô về chuyện hôm trước. Tại vì tôi quá nóng giận cho nên đã không kịp suy nghĩ. Bây giờ nếu muốn, cô có thể tát lại tôi. Tôi không thể hành động một cách lỗ mãng như vậy được. Từ sau hôm tôi hành xử nông nổi, anh Cảnh đã không thèm nhìn tới mặt tôi nữa. Điều này đã khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi có thể không có tình yêu của anh Cảnh, nhưng không thể mất luôn tình bạn của anh ấy được. Sĩ Phương à, tôi muốn cô nói giúp tôi một lời. Nói với anh Cảnh, anh tha thứ cho tôi được không? Tôi nói với anh Cảnh hả? Xin lỗi nha, e là chuyện này tôi không thể giúp cho chị được rồi. Cô vẫn còn thù ghét tôi hả? Không phải, nhưng mà vì tôi đã quyết định trả anh Cảnh lại cho chị, tôi sẽ không gặp anh Cảnh nữa đâu. Trả lại cho tôi? Chị yên tâm đi, tôi sẽ không tranh giành anh Cảnh với chị nữa. Cho dù cô có tranh giành hay không đi nữa, thì tôi cũng không bao giờ có được tình cảm của anh Cảnh. Bộ chị không phải là người yêu của anh Cảnh hả? Chị có tôi yêu ảnh, chứ ảnh không bao giờ yêu tôi. Kể cả cô, kể cả những người con gái khác trong cuộc đời này, không ai có được tình yêu của anh Cảnh hết. Chị nói vậy có nghĩa là sao? Bộ anh Cảnh, anh có vấn đề gì hả? Không, không phải là như vậy đâu. Chỉ là anh Cảnh là một người đàn ông có trái tim quá chung tình. Chung tình? Ý của chị là anh Cảnh có người yêu rồi hả? Hôm trước trong lúc nóng giận tức thời, tôi đã không kìm nén được. Nhưng bình tâm suy nghĩ lại, tôi thấy mình quá nông nổi. Cho dù cô là bác sĩ tương lai hay là cái gì đi nữa, thì cô cũng không bao giờ đấu lại người con gái ấy được. Chị nói vậy làm cho tôi có chút tò mò. Cô gái mà chị nói là ai vậy? Là một người không tồn tại trên cuộc đời này. Cô ta là... Xin lỗi chị. Dạ ba, con nghe nè. Sao ba? Hả? Cẩm Tú nói gì? Cái gì? Nó nói con bị bắt cóc. Anh Tâm đang đứng chờ con trước quán cà phê hả? Dạ dạ, con ra liền. Dạ. Ba của tôi nói là đã cho người đến đón tôi rồi. Chắc là câu chuyện của mình dừng ở đây thôi. Tạm biệt chị. Sĩ Phương, nếu gặp anh Cảnh, phiền cô nói giúp tôi một tiếng. Không,
Không phải là như vậy đâu. Chỉ là anh Cảnh là một người đàn ông có trái tim quá chung tình. Nhưng bình tâm suy nghĩ lại, tôi thấy mình quá nông nổi. Cho dù cô là bác sĩ tương lai hay là cái gì đi nữa, thì cô cũng không bao giờ đấu lại người con gái ấy được. Thật ra anh Cảnh là người như thế nào? Người con gái ảnh yêu là ai? Cô ta tuyệt lắm hay sao mà Tuyết Đen nói mình cũng sẽ không bao giờ đấu lại? Thật là khó hiểu. Mà cũng ngộ thiệt. Tại sao mình cứ muốn biết là người con gái anh ta yêu là ai chứ? Không lẽ mình có tình cảm với ảnh như lời của Cẩm Tú nói hả? Không, mình chỉ yêu đại ca Giang thôi, không yêu ai khác hết. Cả Thiên Tân, Khải Hưng, Kim Quy theo đuổi mình lâu như vậy mà mình còn không động lòng nữa mà. Lẽ nào bây giờ tự nhiên mình lại động lòng trước anh Cảnh? Không, không thể nào. Ý, không suy nghĩ nữa. Tập trung, tập trung. Là tôi đi. Anh à... Tại sao anh lại đến đây được? Tôi leo rào. Leo rào? Tại sao phải leo rào? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là từ cái hôm mà em bị Tuyết hành hung, tôi không gặp được em. Để giải thích một tiếng, tôi cảm thấy bức rứt, cảm thấy không yên. Tôi muốn gặp em để tôi xin lỗi giùm Tuyết, chứ không có lý do nào khác đâu. Tuyết đã đến gặp tôi để giải thích rồi, anh không cần phải áy náy làm gì đâu. Tôi không có giận anh đâu. Em không giận tôi? Ừ. Vậy thì tại sao em không ra bờ sông đi dạo nữa? Em có biết là mấy hôm nay tôi cứ ra bờ sông chờ em không? Có lẽ bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không đi dạo ở bờ sông nữa. Sao vậy? Chẳng lẽ em ghét tôi tới nỗi không muốn gặp mặt tôi nữa sao? Không phải. Chỉ tại mỗi lần ra đó tôi lại buồn, lại nhớ về quá khứ đau thương thôi. Nên tôi quyết định từ nay sẽ không ra bờ sông nữa. Nếu em nói vậy thì thôi tôi về. Khoan. Ngày mai 7 giờ ở bờ sông lần cuối, được chứ? Dám trèo tường vào nhà đội trưởng của đội săn bắt cướp để gặp con gái ông ta. Đúng là to gan thật á. Nhưng mà như vậy có phải là hẹn hò không ta? Chị mình
có nên nhận lời không? Còn lời hẹn với đại ca Giang, mình đã hứa là làm vợ của ảnh rồi, sao mình còn nghĩ tới người khác chứ? À, bắt được rồi, Tân phải không? Cái tay hôi cá như vậy chắc là của thằng Hưng rồi. Đúng rồi, là thằng Hưng. Hôi cá hồi nào đâu. Ủa, là mén hả? Anh không có biết. Anh giả bộ nè. Anh biết em rồi, giả bộ chọc em còn dám nói tay em hôi cá nữa. Em cũng thông minh thiệt. Em mà. Nhưng mà sao lúc nào em cũng thấy anh ra bờ sông hồ hết vậy? Ừ, vì anh thích nhìn sông lắm. Trời, sông có gì đâu mà anh thích. Có nước chảy, em nhìn đi. Dòng sông nước chảy lặng lờ, thật là êm đềm. Trời, nước sông nào mà chẳng chảy. Anh không hiểu tại sao anh thích nhìn dòng sông nước chảy lững lờ lắm. Nó khiến lòng anh thấy thanh thản. Mà anh biết không, mỗi khi nhìn thấy nước chảy, lòng anh quên hết muộn phiền. Anh cũng có chuyện muộn phiền nữa hả? Ừ, anh có nhiều chuyện muộn phiền lắm. Anh nghĩ không biết bao giờ tụi mình mới hết làm trẻ bụi đời. Thì khi mình lớn lên. Lớn lên không làm trẻ bụi đời thì mình sẽ làm gì? Thì là thím Mén, bác Giang, chú Tôn, giống như là mấy người lớn vậy đó. Rồi mình sẽ mua nhà, mua xe, buôn bán này nọ. Cuộc đời không đơn giản như em nghĩ như vậy đâu. Nhưng thôi, em đừng có suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Em còn nhớ cái này không? Sợi dây chuyền của em, nhưng hôm đó em đã quăng nó rồi, em không cần nó nữa. Tại sao em không cần nó nữa? Nó có thể giúp em tìm gặp lại ba mẹ của mình mà. Ba mẹ của em sẽ không muốn tìm em đâu. Mà nếu có tìm thì em cũng sẽ không thèm nhìn đâu. Vì nếu ba mẹ em thương em, ba mẹ em đã không bỏ rơi em rồi. Hay là để lại cho em một sợi dây chuyền có thể bán được, chứ không phải là một sợi dây chuyền bán không ai mua. Thậm chí là đổ một ổ bánh mì cũng không được. Nếu mà không có anh là em chết đói rồi. Lúc đó em cũng không sẽ nhận lại ba mẹ của em được. Em không thèm ba mẹ. Lỡ như ba mẹ em nghèo quá, không có tiền mua nổi cho em một sợi dây chuyền tốt hơn thì sao? Thầy, nếu như em còn giận ba mẹ thì cứ coi như sợi dây chuyền này là của anh tặng cho em. Em ráng giữ kỹ, để sau này lỡ em có đi lạc, anh còn biết mà tìm em chứ. Em không bao giờ lại có anh đâu. Em sẽ bám dính anh như một kẹo cao su á. Đời á, mấy ai nói trước được chữ ngờ. Em cứ đeo đi, cứ chắc ăn. Anh nói làm em sợ quá. Nhưng mà nếu như em có đi lạc á, thì anh có tìm em không? Anh sẽ tìm em. Anh hứa rồi đó nha, nhất định là anh phải tìm em á. Còn nếu như là anh đi lạc, không phải là em, vậy em có tìm anh không? Dạ có, em sẽ tìm anh để còn được làm vợ của anh nữa. Em chịu lấy anh hả? Ừ, em hứa rồi, không có rút lời đâu. Không tin anh quéo tay đi. Em sẽ làm vợ của anh, nhưng mà anh không được cưới ai ngoài em đó nha. Anh nhớ mà. Em không có nuốt lời. Đại ca, anh đang ở đâu? Có còn nhớ lời hứa với em không?
Anh hay thiệt nha. Mới đây thôi mà anh đã chinh phục được con ngựa hung dữ này rồi. Con ngựa này để người ta tập mà, cho nên nó hiền lắm, nó không có hung hăng đâu. Em có muốn thử không? Anh tập cho em. Thôi, em còn yêu đời lắm, không muốn liều mạng đâu. Không có sao đâu mà, thử đi, anh tập cho em nghe. Nè, bây giờ trước mắt là mình phải làm quen với nó, nha không? Nó hiền lắm, đâu có sao đâu. Đó, thấy không? Nó còn đá lông nheo với anh nữa đó. Em trao tính mạng của em cho anh. Rồi, bây giờ mình làm quen với nó trước nha. Dạ. Đi. Em muốn nói gì? Nói đi. Em có muốn nói gì đâu. Ủa em sao vậy? Em hẹn anh 7 giờ ra bờ sông. Rồi ra bờ sông em chả nói gì hết. Tự nhiên hẹn anh ở một nơi rất là xa lạ như thế này. Rồi em không nói gì hết là sao? Thì tại vì em muốn gặp anh, nhưng mà em không biết nói gì hết, cho nên mới rủ như vậy. Ừ. Có gì đâu mà hỏi hoài. Em á, buồn cười thiệt đó. Em hẹn anh á 7 giờ ở bờ sông, lần cuối. Em có biết là nguyên đêm hôm qua anh không ngủ được không? Anh chuẩn bị tinh thần là hôm nay em sẽ nói một điều gì đó liên quan đến chuyện từ biệt. Cuối cùng không nói gì hết là sao? Mới đầu em cũng muốn nói, nhưng mà em nghĩ em không làm được, cho nên thôi em không nói nữa. Nên em mới rủ anh ra đây chơi nè. Chứ em có biết gì về chỗ này đâu. Anh thấy hết rồi đó, em đâu có biết cưỡi ngựa đâu. Nhưng mà giờ làm sao? Hay là muốn đi chỗ khác, hay đi về? Ngu sao vậy? Thôi tập cái ngựa tiếp nghe. Dạ. Tôi chọn con này. Con ngựa này mới nhập về, chưa có thùng quá hẳn, rất là dễ dở chứng. Cô mới tập cởi, tôi khuyên cô nên chọn mấy con ngựa hiền một chút. Thôi, em nên nghe lời nài ngựa đi. Khi nào em quen rồi, em hãy mua nó. Không, tôi thích con này, bao nhiêu tiền cũng được. Mấy người đừng có coi thường tôi, ngựa chứng cỡ nào tôi cũng thùng quá được hết. Thôi, cô thích như vậy rồi, hãy chịu cổ đi. Nhưng mà... Không sao đâu, có gì tôi chịu trách nhiệm. Nếu anh đã nói như vậy rồi, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn. Không cần đâu, ở bên nước ngoài tôi đã từng cưỡi ngựa rồi. Cô biết cưỡi ngựa hả? Ừ. Không những vậy mà còn là tay đua vô địch nữa. Vậy mà không chịu nói làm tôi cứ lo. Anh yên tâm, cứ giao ngựa cho tụi tôi. Anh đi lo cho mọi người đi. Ok. Làm phiền anh Hùng. Em nói em là tay đua vô địch hả? Không có, thật ra là em chỉ biết cưỡi ngựa sơ sơ thôi. Em phải nói như vậy để cho anh ta tin tưởng. Nhưng mà anh yên tâm đi, ngựa quan cỡ nào em cũng thùng quá được hết. Thôi bây giờ anh đứng đây coi ngựa giùm em. Em đi dạo một vòng xung quanh ngắm cảnh một chút nha. Ừ. Sao, em quen chưa? Dạ, quen rồi. Bây giờ anh bỏ tay ra hả, em tự cưỡi một mình được đó. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Em chỉ cần nhớ vài thao tác thôi. Nếu mà em muốn chạy nước kiệu á, thì em chỉ cần thúc thật mạnh hai chân vào hông của nó. Ừ. Rồi giật mạnh dây cương. Còn nếu mà em muốn đi đều với nó thì em cứ thả lỏng dây cương, như vậy là xong. Dạ, em biết rồi. Có khi nào không được. Em đã quen chưa? Bây giờ em quen rồi. Hay là để em dắt nó đi chơi một vòng được không anh? Được, nhưng mà cẩn thận nha. Em biết rồi. Đi. Đi, anh thấy đi, có đi, vẻ đi, như nó quen em rồi đó. Dạ. Đi thôi.
Cẩn thận nha. Cảnh Tinh, bị tôi kêu đúng tên rồi phải không? Đúng tên gì chứ? Không hiểu hả? Vậy thì từ từ để tôi nói cho anh hiểu. Xin lỗi cô, tôi còn bạn ở ngoài kia, tôi không có rảnh để dẫn với cô. Ha, đúng là anh có bạn thiệt. Nhưng mà không biết anh có thời gian cho cái này không ta? Ở đâu mà cô có tấm hình này? Bây giờ thì anh có thời gian chưa? Cô muốn cái gì? Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của anh, hình như là anh không nhận ra tôi, người quen cũ. Trí nhớ của anh cũng tồi thiệt đó. Muốn cái gì hả? Mày không biết mày đang chọc giận ai đâu. Hôn hồn thì thả tao ra ngay đi. Trong một đêm mà cô em hù dọa bạn tôi 2 lần, hù dọa đạch mặt á, biết không? Biết không? Mày muốn cái gì? Bây giờ thì tôi nhận ra cô rồi. Cô vẫn thích chọc phá người khác à? Hôm trước tôi đã hâm rạch mặt cô, vậy mà cô vẫn chưa sợ hả? Tôi biết chắc chắn là anh sẽ không làm vậy đâu. Cô đừng tự tin quá. Cái đó không phải gọi là tự tin, mà là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Tôi biết anh là người tốt, lại rất là quân tử. Bởi vậy anh sẽ không ra tay với một cô gái chân yếu tay mềm như tôi đâu. Bây giờ cô định dùng tấm hình để uy hiếp tôi à? Cô muốn cái gì? Không hề, tôi đâu có uy hiếp anh. Vì tôi biết tôi có làm như vậy cũng không có tác dụng gì. Vậy nói tóm lại cô muốn cái gì đây? Thiệt ra là tôi thấy giữa tôi và anh có một chút hiểu lầm thôi. Tôi muốn giải thích với anh. Tôi không phải là người có tâm địa độc ác. Có phải cô tìm cái này không? Cảm ơn anh. Mén. Anh Giang ơi, em tới rồi nè. Anh Giang ơi. Tưởng nói chơi thôi, mà ai ngờ dám cả gan tới đây một mình hả? Xem ra mày với Giang cũng yêu nhau dữ lắm rồi đó. Anh đừng có nói bậy, em còn nhỏ có yêu đương gì đâu. Anh giấu anh Giang ở đâu vậy? Thả ra đi. Sao anh cười? Tao cười vì mày ngu quá. Mày để mắt lừa như một con heo vậy đó. Ủa, nói vậy là anh không có bắt lại cây Giang của em hả? Thằng Giang á, mà nó dễ bắt thì bây giờ tao làm đại ca rồi. Còn cái địa bàn của nó nằm trong tay tao hết rồi, sao mày ngu quá vậy? Tại vì hồi chiều anh Kỵ nói với em á, là anh biểu em tới đây. Em mà không tới là anh quýnh gãy giò anh Giang. Tao không nói vậy thì mày có đến đây không? Nói vậy là anh dụ em hả? Đã đến đây rồi, làm sao mà đi dễ vậy được? Ai mà làm bài tôi la lên đó. Tao thách mày la đó. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có ai không? Cứu tôi với. Nằm yên. Thả tôi ra. Buông ra. Có ai không? Cứu tôi với. Mày đứng đó. Mày lại đây, tôi cứu cổ nó bây giờ.
Mày đừng làm bậy, thả con mén ra. Hai tụi bay cũng nghĩa nặng, tình sầu quá ha. Mày muốn tao thả con mén ra chứ gì? Được thôi, buông tay xuống, đứng quanh kia. Mày nghe không? Buông tay xuống, đứng quanh kia. Mày lượm cọng dây sau lưng mày lên. Nhanh lên, lượm lên. Mày muốn nó đứt cổ không? Ra đây. Đưa cho con mén. Đưa cho nó. Mày cột tay nó lại. Cột tay nó lại cho tao. Không. Anh không cho mấy dao cũng được, tôi không cột đâu. À mày ngon. Nghe lời nó đi, cột anh lại mau lên. Mày nghe chưa? Cột lại. Lại. Cột lại lại lên. Siết chặt vô. Chặt rồi nè. Nhanh lên. Lẹ lên nha. Làm cái gì lâu vậy? Từ từ. Rồi. Xong rồi, qua đây. Qua đây. Giờ mày cột nó dính vô cây cột này, nghe chưa? Cột đi. Cột cho đàng hoàng đó. Đàng hoàng là thằng Giang của mày, nó đứt cổ nghe chưa? Cột lại lên. Siết cho chặt vô đó. Xong chưa? Xong rồi. Người ta nói á, anh hùng khó hoại mỹ nhân. Quả là không sai. Đường đường là một đại ca giang như vậy nè, mà phải thất thủ trước một đứa con gái. Mày thấy mày nhục chưa? Mày nói á, mày với nó chưa làm gì đúng không? Vậy thì hôm nay á, mày phải hối hận đi. Bởi vì nó là của tao rồi. À, buông tôi ra. Thả tôi ra đi. Buông tôi ra, anh Giang ơi, cứu anh Giang ơi. Buông tôi ra. Cứu tôi với anh Giang ơi. Buông tôi ra anh Giang ơi. Anh Giang ơi. Chạy, chạy, chạy lên đi. Đi. Đại ca Hùng, đúng là đại ca Hùng thật sao? Anh ấy đã nhận ra mình rồi. Không biết phải làm sao đây. Đại ca, em thấy bên kia có một thằng đáng ngờ lắm. Em nghi nó là cá chìm theo dõi mình. Bây giờ tính sao? Ai? Bên trái, thằng Âu đây. Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, nhưng mà cứ tạm ngưng giao dịch đã, để tôi theo dõi nó. Dạ. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt đẹp theo đúng kế hoạch. Bây giờ mà để chuyện gì xảy ra thì coi như bao nhiêu công trình đổ sông đổ biển hết.
gì không? Hình như có một đồng nghiệp muốn tự phá án một mình. Ở phía sau. Chào anh. Chào em. Em tên gì? Dạ em tên Mỹ Lan. À. Ủa anh mới tới hả? Anh nói em nghe nè, em kêu thằng Tùng xẹo ra đây gấp cho anh, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Vô đi anh. Mời em. Đưa thuốc tao đi, tao tới cân rồi tao chịu hết nổi mày biết không? Nhanh lên. Cái gì? Đi vô. Anh đi vệ sinh chút. Mày hả mày? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, không được đến chỗ này tìm. Nghe chưa? Tao... Tôi nói tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ ông không thấy tôi đang lên cơn nghiện hả? Bây giờ có thuốc thì đưa liền đi, nhanh lên. Sao mày không điện thoại cho tao? Đi tới chỗ mà nó kín đáo hơn. Mày tại chỗ này, anh Hùng mà biết là chết hết cả lũ đó. Đúng là đồ ngu. Không có sao đâu, mệt quá. Lần sau tôi không vậy nữa đâu. Bây giờ bán cho tôi 2 liều đi. Tiền đây. Nè. Đó, còn nhiêu lấy hết. Có bao nhiêu mà lấy cái gì? Thì ông lấy đỡ đi, tôi đang cần gấp mà. Nhanh lên. Lần sau đưa thêm nữa nghe mày. Mày muốn gì? Tại sao mày chọc phá bạn gái của tao hả? Anh làm rồi. Tôi không có chọc phá bạn gái của anh. Không giỡn trò hả? Nè, trời ơi, tôi cũng có mà. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Không phải chuyện của mày. Đi đi, lo giải quyết chuyện của mày đi. Nhanh. Nè. Có chuyện gì vậy? Thằng này chọc phá bạn gái của tôi. Tôi không có. Mày còn nói là không có nữa hả? Bạn gái tao làm chứng. Mày còn dám chối không? Không được gây rối mất trật tự. Mời các anh theo tôi về phường giải quyết. Mời hai anh. Chuyện gì? Tại sao các anh lại đánh nhau? Ai biểu? Anh đi chọc ghẹo bạn gái tôi làm chi? Không có. Tại cô ta chủ động tới làm quen, nói chuyện trước với tôi. Nè, anh nói cái gì vậy hả? Rõ ràng á, anh gạ gẫm tôi, còn rủ tôi đi khách sạn nữa, còn nói vậy nữa. Thôi, hả? Chuyện này... Thôi không có chuyện này chuyện nọ gì hết. Thấy chưa, mọi chuyện rõ ràng. Bạn gái của tôi còn làm chứng nữa. Anh đi chọc ghẹo bạn gái tôi không đánh anh mới là lạ. Chắc có chuyện hiểu lầm gì rồi. Thôi được rồi, anh và chị có thể ra về. Còn riêng anh này, ở lại đây tiếp tục điều tra làm sáng tỏ mọi việc. Được, về thì về. Nhưng tôi nói trước đó nghe, tôi không muốn thấy anh lãng vãng ở cái vũ trường đó nữa. Tôi mà thấy mặt á, không có tha đâu đó. Đi về em. Chuyện này là sao? Mình suýt tóm được bằng chứng và bắt tại trận. Không ngờ tên khốn này lại xuất hiện, làm rối tung mọi chuyện lên. Nhưng mà cô ta nói cậu dẫn cô ta vô khách sạn mà. Tại vì là cô ta chủ động làm quen với tôi. Có lẽ hắn đã biết cậu là cá chìm, cho nên mới tìm cách giải dây cho đồng bọn. Uống còn bao nhiêu ngày mai phục theo dõi, cuối cùng lại đổ sông đổ biển hết.
Xem tí nữa thì bọn họ bắt được quả tang, phá được vụ án lớn. Ai dè bị tụi mình phá đám như vậy. Chắc chắn là đêm nay họ sẽ không ngủ ngon đâu. Đành rằng truy bắt tội phạm và diệt trừ kẻ gian là trách nhiệm của một công an. Nhưng mà nhiệt tình quá đáng, vượt qua phận sự của mình, đôi khi là phá hoại, là hy sinh một cách vô ích. Ừ, nghe cũng đúng. Tuổi trẻ bồng bột mà, xích chút nữa là phá hỏng chuyên án của tụi mình. Nè, đừng có nói người khác, hãy tự xem lại mình đi. Lúc trước á, ai đã từng tự cao nông nổi đi vào hang cọp để mà bắt cảnh tinh? Trời ơi, sao chị nhớ dai quá vậy? Ngày hôm nay tôi mới lập công nè, sao không thấy chị khen tôi tiếng nào hết. Nhưng mà phải công nhận nha, chị giỏi thiệt đó. Thoát một cái chị đã nghĩ ra được cách đối phó rồi. Nếu như hôm nay không có tôi á, chắc hẳn là anh sẽ bước tới chỗ anh ta, rút thẻ ngành ra rồi tự giới thiệu về mình, và sau đó nói tất cả kế hoạch của mình cho anh ta biết, đúng không? Nè, đừng có xem thường đàn em vậy chứ. Đồng ý là tôi non kinh nghiệm thiệt, nhưng mà tôi cũng đâu đến nỗi ngu là đi tiết lộ thân phận của mình. Việc hôm nay á là ngoài ý muốn thôi, nhưng mà vô tình á đã giúp chúng ta tiến thêm một bước vào lòng tin của bọn chúng. Nói thẳng ra thì bọn họ cũng có công lao chút đỉnh chứ bộ. Mà thôi đi, trăng thanh gió mát như vậy, mình đừng có nói chuyện công việc nữa. Mình nói chuyện gì hữu tình chút đi. Chuyện hữu tình? Ừ, được thôi. Để xem. À, hả? Tôi đã nghĩ ra cách để mà tiếp cận ông Trùm rồi. Trời ơi, chuyện hữu tình của chị đó hả? Chào sếp. Chuyện gì ồn ào vậy? Dạ thưa chú, xem chút thì cháu có được bằng chứng vũ trường đêm dài bán hàng trắng. Đây là nhiệm vụ của các cậu à? Dạ không phải, nhưng mà tụi cháu... Lập tức ngưng lại. Chuyện này đã có ban chuyên án, người ta sẽ giải quyết. Lo tập trung làm chuyên môn của mình đi. Nhưng cháu đã phát hiện. Không phát hiện gì hết. Tôi nói không là không, rõ chưa? Dạ rõ. Dạ rõ. Ừ. Chuyện tao biểu, mày làm tới đâu rồi? Dạ, đúng theo lời đại ca dạy, em đã từng bước dẫn dụ Hưng Bư đến với nàng tiên nâu Kiều Diễm. Từ những liều cho không, nó phải bỏ tiền ra mua mà hút. Tốt. Có một điều em không thể ngờ, thằng này câu vậy mà nó khá là nhiều tiền đó đại ca. Tao không quan tâm đến việc mày kiếm được bao nhiêu tiền từ khi bán thuốc cho nó. Tao chỉ quan tâm tới bao giờ mày mới có thể hoàn thành cái việc khống chế được nó. Dạ, em đã khống chế được nó rồi. Bảo đảm với đại ca, chỉ cần có thuốc, đại ca sai nó về giết má của nó cũng còn được. Được lắm. Coi như mày không phụ công, tao tin tưởng mày. Cảm ơn đại ca. Còn về phía thằng tí chuột, có đồng tĩnh gì không? Dạ không, dạng án binh bất động. Riêng thằng Đăng vừa lập công to, đại ca đúng là có mắt nhìn người. Thằng này coi vậy mà khả đó. Không có đó thì đêm qua mình đã bị công an lục tung cái vũ trường rồi đại ca. Mày có biết chuyện này mày đã kể hơn 4 lần không? Dạ xin lỗi đại ca, em quên. Có việc gì đó con? Dạ. Con có việc gì muốn nói với ba hả? Con có chút chuyện muốn thưa với ba. Nhưng mà thôi, để ba thiền xong rồi con nói cũng được. Không sao, ba vừa thiền vừa nghe con nói chuyện cũng được. Xưa này con chưa nghe ai nói là có thể vừa thiền vừa nói chuyện được đó ba. Vì đó là những người tầm thường, còn ba là người đặc biệt. Dĩ nhiên phải khác chứ. Ba không chỉ vừa thiền mà vừa thiền vừa nói chuyện, vừa xem tivi cũng được.
con biết ba của con là nhất thiên hạ rồi. Hôm nay con vô đây là để thưa với ba về chuyện tên cướp Cảnh Tinh. Ba, quả là anh Hùng không nói dối chúng ta. Hắn chính là người đã làm cho anh Hùng bị tàn phế suốt đời. Một thân một mình có thể làm nên một huyền thoại tên cướp Cảnh Tinh, quả là không đơn giản chút nào. Nếu mà thu được về dưới trướng của mình thì khác nào hổ thêm dây thêm canh. Lúc trước anh Hùng có nói với con là tên cướp Cảnh Tinh này không chỉ bướng mà còn rất cố chấp. Lúc đầu thì con không tin lắm, nhưng mà bây giờ tiếp xúc thì thấy quả đúng như vậy thiệt. Cho nên con nghĩ cái chuyện mà thu hắn về dưới trướng không dễ đâu ba. Chuyện khó bằng trời, nhưng ba tin con gái của ba sẽ có cách. Nể tình ba nói câu này, con nhất định sẽ thu phục hắn về đây cho ba. Cho ba hay là cho con đây? Ba này kỳ cục quá. Tôi đưa người đến nhận dạng tử thi. Dạ. Có nhận ra không? Dạ, con nhận ra. Hắn chính là Tam Lú, kẻ giao dịch buôn bán ma túy hôm trước. Tốt. Đã có kết quả nguyên nhân tử vong chưa? Dạ, theo xét nghiệm cho thấy nạn nhân bị tra tấn dã man trước khi chết. Nguyên nhân chết là do chấn thương nội tạng, trong đó gan và lách là bị tổn thương nhiều nhất. Bọn này độc ác tàn nhẫn thật. Tốt lắm. Bây giờ đã nhận dạng được nạn nhân, nguyên nhân cũng có thể suy đoán được phần nào. Hai đứa hãy trở về vị trí của mình, phần còn lại ban chuyên án sẽ tiếp tục điều tra. Dạ rõ. Chúng ta đi. Dạ. Dạ. Xin phép đồng chí, tôi hỏi bác sĩ vài câu. Phiền anh nhắc lại tình trạng bệnh nhân trước khi chết. Chuyện hôm trước hai đứa làm khá lắm. Chú đã chỉ đạo hai công an trẻ ham lập công đó không tiếp cận mục tiêu, tránh bước dây động rừng. Hai đứa có thể yên tâm hoạt động được rồi. Dạ, báo cáo chú. Còn cá lớn sắp cắn câu, xin phép chú cho tụi cháu triển khai phương án 2 ạ. Chấp nhận, nhưng phải cảnh giác cao độ hơn. Tên này không dễ đối phó đâu. Dạ, chú cứ yên tâm, tụi cháu sẽ cố gắng cẩn thận mà. Cố gắng lên. Xong vụ án này, chú sẽ khao hai cháu một bữa xứng đáng. Chú hứa nghe chú. Ừ. Dạ. Thôi mình về chú. Nè, năm hết Tết đến, công ty của ông tổng kết chưa vậy? Năm nay làm ăn lời lỗ ra sao? Công nhân được thưởng khá không vậy? Nhờ trời, năm nay làm ăn đỡ hơn năm trước. Cho nên là công nhân cũng phấn khởi lắm. À, còn ông thì sao? Thì thiên hạ gần Tết rồi, nên mua nhà bán nhà cũng nhiều, nên thu nhập cũng dồi dào hơn trước. Nhưng mà tôi cảm thấy không hứng khởi chút nào hết. Ủa, sao vậy? Làm ăn có lời mà thấy không phấn khởi là sao? Ê, hay là bây giờ bắt đầu cảm thấy cô đơn, muốn vợ rồi phải không? Nè, bây giờ nghe lời tôi, lấy cô trợ lý đi. Chứ tôi thấy cô ta có vẻ quan tâm đến cậu lắm á. Phải, năm tới đến rồi, cứ vợ đi. Nhưng mà cái chiêu này á, xưa lắm rồi. Hai ông muốn loại tôi ra khỏi cuộc chơi hả? Đừng có mơ. Trời, ông đừng có nghĩ xấu cho bạn bè như vậy. Tại vì hồi nãy tôi mới nghe ông than là ông làm có tiền mà không có vui, thì tôi mới giới thiệu cho ông lấy vợ đó. Phải rồi, rất mâu thuẫn. Chẳng ai làm ra tiền mà thấy buồn chán hết. Đúng, ông là hơi lạ đó. Từ lúc còn là đứa bé bụi đời, mình đã từng có một ước mơ. Mọi người nghe đây, tôi, Thiên Tân, đại luật sư tuyên bố trước tòa,
bảo vệ con Lý tới cùng. Hoan hô đại luật sư. Hoan hô đại luật sư. Đại luật sư hay quá. Lạng nhách, chuyện này ai mà không biết. Nhưng mà nó có liên quan gì tới cái nỗi buồn mà dư tiền của ông đâu. Tôi làm luật sư chính thức hơn 2 năm rồi, vậy mà suốt ngày cứ cãi mấy vụ ly hôn, rồi tranh chấp đất đai, ủy quyền thừa kế. Cứ kiểu này biết bao giờ mình mới trở thành đại luật sư đây. Tôi muốn cãi một vụ quanh quanh liệt liệt giữa tòa, rồi tên tôi sẽ được giật tít trên các tờ báo lớn. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cãi ly hôn còn chưa xong, chưa gì hết trơn mà đã nghĩ đến chuyện nổi tiếng. Nhưng mà không hiểu sao mình có ý nghĩ này trong đầu. Một ngày nào đó mình sẽ trở thành một đại luật sư và cải thắng một vụ án lớn, làm chấn động cả dư luận. Cứ để nó mơ đi. Biết đâu có ngày thành sự thật rồi sao. Cũng như lúc đầu tụi mình là trẻ bụi đời, tụi mình cũng đã từng ước mơ mà. Đó, bây giờ lớn hết rồi, ước mơ thành sự thật hết rồi. Đúng. Nhiều khi sống trong hạnh phúc mà lại thấy buồn. Phải chi đại ca còn sống mà thấy tụi mình như thế này chắc sẽ vui lắm. Nếu mà đại ca còn sống á, chắc là tôi sẽ mời đại ca về ở với tôi luôn. Nhà của ông nhỏ như cái lỗ mũi vậy đó, đại ca sao ở được. Đại ca phải qua ở với tôi nè, nhà tôi lớn. Nhà ông tuy là bự như vậy nhưng mà ông mắc cái tật nó nhiều. Đại ca thì trọng tính, chắc chắn sẽ không ở đâu. Phải ở với tôi nè. Chưa chắc à. Sao không chắc? Bây giờ các ông nghĩ đi, tụi mình mua được nhà đúng không? Ủa, ông nói đại ca không mua được nhà. Nhiều khi á, nhà của đại ca còn bự hơn là nhà của tụi mình nữa đó. Anh nói vậy phải không Sĩ Phương? Hả? Mấy anh nói cái gì? Em nghe không rõ. Trời ơi Sĩ Phương, bữa nay em bị gì vậy? Hay là tâm trạng em bị cái gì? Em có sao không? Có khỏe không? Không. Hay là em không thích nghe mấy anh nói xàm? Không phải, em rất thích nghe mấy anh nói chuyện mà. Chỉ là em đang lo lắng chút thôi. Em lo lắng cái gì? Kể cho anh nghe đi. Chuyện là... Có phải cô tìm cái này không? Cảm ơn anh. Mẹ! Em nói em gặp đại ca Hùng. Thật? Không thể nào như vậy được. Mười mấy năm rồi, nhiều thay đổi lắm. Chắc là em nhận lầm người thôi. Em không có lầm. Rõ ràng lúc đó em còn nghe đại ca Hùng kêu tên mén của em ra nữa mà. Nhưng mà đại ca Hùng thì đã sao? Mọi người làm gì hốt hoảng lên dữ vậy? Biết đâu bây giờ anh ấy cũng đã trở thành một người tốt như tụi mình thì sao? Ông Quyên nói cũng phải đó. Thôi tụi mình bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Nhưng mà không hiểu sao từ lúc em gặp đại ca Hùng trở về, lòng em nó cứ bứt rứt không yên. Em có linh tính giống như là có chuyện gì không hay sắp xảy ra. Không phải linh tính gì đâu, chẳng qua là em bị ám ảnh bởi những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ mà thôi. Không chỉ riêng gì em đâu, ngay cả anh đây nè, bây giờ nhắc đến đại ca Hùng á, anh còn rùng mình sởn tóc nữa đó. Đại ca Hùng á vốn tính tình độc ác, không giống như chúng ta. Mọi người còn nhớ không, hồi đó mỗi lần đi học mà ngang qua chỗ của anh Hùng á. Mén ơi, xong chưa? Dạ, đợi em xíu em ra liền. Trễ giờ học rồi đó, lẹ lên đi. Chữ tới đẹp không mày? Thì ghê. Chữ tới vậy mà ghê. Nó ra kìa. Làm gì lâu vậy? Em phải chuẩn bị bài chứ. Đố tụi bài biết quách cho anh em là gì? Với ẹt là chiếc nem bị quách, giống như quần jean bị quách chứ gì. Không đúng. Em biết rồi, có phải là cây quạt không? Không đúng luôn. Tao biết rồi, mày nói nhảm phải không? Trả lời cái gì cũng không đúng. Vậy quách cho anh em là cái gì? Ai nói mày tao đố tụi bậy.
What your name á là tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt nghĩa là bạn tên là gì. Mày sợ quá, biết tiếng Anh tiếng Tây gì đâu mà đố. Ai nói mày không biết, chị Oanh dạy cho tao á, chị còn dạy cách trả lời luôn. Vậy mày trả lời tao nghe coi. My name is Khai Hung. Khai Hung? Khai Hung là gì? Qua tiếng Anh nó đổi gì lùm lá đó. Không hiểu hả? Khai Hung có nghĩa là Khải Hưng. Người nước ngoài, nói tiếng, đâu bỏ vô đâu. Ờ đúng rồi. Ê, vậy tao là My name is Thiên Tai hả? À, còn em là My name is Man. Mắc cười quá ạ. Bởi vậy, tên của mấy người xấu lắm. Tên thiệt của tôi là gì? Kim Huy. Đổi sang tiếng Anh là... Cái gì mày? Mày nói gì mai vậy? My name. Ờ, à, My name Kim Huy, thấy không? Kim Huy nó cũng vậy thôi, đâu đổi đâu. Đúng rồi. Hay thiệt đó. Mai mốt nha, tụi mình có con, đặt tên đừng bỏ dấu. Khùng. Tao cho tụi mày biết một tin động trời hơn nữa. Tin gì? Tin gì? Thì chị Oanh là bồ của anh Tuấn công an đó. Trời. Trời. Thiệt hả? Thiệt không? Thiệt. Bộ không thấy chị lúc nào cũng đi chung với anh Tuấn hết hả? Ờ ha. Ờ. Thôi thôi, trễ giờ rồi, mình đi học đi mấy anh. Thôi mình đi học. Ờ, đi. À, đi. Dừng lại. Gì? Cái gì kỳ vậy? Tụi tôi đi học mà. Không có đi học gì hết. Đây là đường của tụi tao. Đứa nào muốn đi qua phải đưa tao 3.000. Tụi tao không có tiền. Với lại tụi tao ra khu phố học. Tụi bay dám chặn đường hả? Tao mấy anh Tuấn công an đó. Ừ đúng rồi. Chị Oanh kia tụi bay đi học chung á. Ba cái chữ đó không có gì hay ho hết á. Tụi tao không cho mày học. Mày không học kệ mày chứ. Mày không học thì mày né ra cho tao đi học. Không tránh rớt rồi sao? Kệ tụi nó đi, mình đi. Làm gì vậy? Đứng lại, tránh ra coi. Nó nghe không? Ai cho mày đi? Chuyện gì đó? Chuyện gì mà ông sợ vậy? Dạ, anh Hùng, tụi em đi học mà hai người này không cho đi, còn bắt nộp tiền nữa. Ủa ngộ quá. Đường này là của tụi tao mà. Muốn quà thì móc tiền ra. Nhưng mà tụi em có tiền anh ơi. Không tiền. Không có tiền mà đồ qua đường của tụi tao. Bây giờ vậy nha, tao chỉ cho tụi bay một cách. Cách gì? Đưa đây. Anh làm gì vậy? Mày học á? Sao anh đập của tụi em? Mày học á? Học đi. Đập của tụi em mà anh làm gì kỳ vậy? Bụi đời mà mày đập đi học hả? Tụi bay học để làm cái gì? Học để làm bác sĩ hả? Kỹ sư đúng không? Hay là muốn làm giám đốc? Học đi. Thôi mấy đứa nín đi, đừng có khóc nữa. Nín đi mén. Chị ơi, tập của tụi em bị anh Hùng xé rồi, học gì nữa chị? Như vậy nghe, chút xíu nữa chị sẽ cho mỗi đứa một cuốn tập mới, chịu không? Nín đi đừng có khóc nữa. Nhưng mà tập tụi em chép trong đó mất hết rồi, còn gì đâu mà học nữa. Như vậy đi, một chút xíu nữa chị sẽ nhờ mấy bạn trong lớp chép bài phụ mấy đứa, chịu không? Dạ chịu. Nín đi đừng có khóc nữa. Hay là mấy đứa muốn chị cho mỗi đứa một cục kẹo? Dạ thôi, tụi em cũng không cần kẹo đâu. Tụi em chỉ sợ ngày mai anh Hùng mà xé vỡ của tụi em nữa. Mà cái anh Hùng nó kỳ thiệt á. Không chịu đi học thì thôi, còn cấm tụi em đi học nữa. Chị nghĩ ra rồi. Chị tính vậy nè. Một chút xíu nữa học xong á, các em cứ để tập ở đây cho chị giữ. Rồi ngày mai đi học á, mình đi tay không. Đâu có đâu mà Hùng xé, đúng không? Ờ ha. Vậy mà tụi em nghĩ không có ra. Chị Oanh giỏi thiệt á. Nhưng để tập đây rồi về sao mà tụi em học được? Thì sáng mai á, chị sẽ nói lại anh Tuấn đem sách xuống cho mấy đứa, rồi mấy đứa cùng nhau học chung, chịu không?
Dạ. Dạ chịu. Bây giờ chị giải quyết như vậy được rồi ha. Ừ. Không có được buồn nữa nha. Dạ. Thôi chị em mới vô. Dạ, thôi chị dạ, em mới chị. Vô. Rồi mấy đứa vô chỗ ngồi đi. Dạ. Dạ. Vậy là bây giờ lớp mình đầy đủ rồi ha. Giờ mình bắt đầu cho bài học nha. Dạ. 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 Xuống đây nè. Trước khi đi vào bài mới thì chị sẽ kiểm tra bài cũ của mấy đứa. Mấy đứa nhớ hôm rồi chúng ta học bài gì không? Dạ nhớ. Bài gì? Cải cấu trường em. Giỏi lắm. Như vậy bây giờ có ai xung phong đọc bài trước không? Dạ em. Rồi Khải Hưng. Dạ thưa chị em đọc. Dạ. Cái chống trường em mùa hè cũng nghỉ, suốt 3 tháng liền chống nằm ngẫm nghỉ. Giỏi lắm. Cho bạn một tràng pháo tay nào các em. Rồi tiếp theo mời Mét. Dạ thưa chị, buồn không hả trống? Trong những ngày hè bọn mình đi vắng chỉ còn tiếng ve. Rồi giỏi lắm. Bạn nào tiếp theo đây? Chị Quán chị có sao không? Chị không sao đâu, mấy đứa bình tĩnh đi. Trông coi đi. Trời, chảy máu nhiều lắm luôn á. Trời, chị không sao đâu. Nhiều quá giờ sao có chuyện gì mà mấy chị em lăn xăng vậy? Anh Tuấn, hồi nãy có thằng nào á chọi đá chị Quanh á anh Tuấn. Dạ đúng rồi. Quanh, em có sao không vậy? Dạ không sao đâu anh. Chắc là chỉ bị xước ngoài da không thôi. Không có đâu anh, chảy máu nhiều lắm á. Dạ đúng rồi, chảy máu nhiều lắm đó anh Tuấn. Đâu, để anh coi. Nè. Cũng khá sâu đó. Không đi không được. Phải đưa qua trạm y tế, nhờ người ta băng lại. Đúng rồi chị. Anh Tuấn, ở đây có ghi sẵn nè. Anh Tuấn, anh biết thằng nào chọi không? Thằng Sung á, lúc mà nó vừa chọi chị Quanh, các em chạy ra, em thấy nó chạy về hướng này nè. Mấy đứa này thật là hư mà. Đã không học thì thôi, còn bài đã đủ thứ chuyện hết á. Ngày mai anh sẽ kêu tụi nó lên phường la cho một trận. Đứa nào không nghe lời á, anh đưa vô trại giáo dưỡng hết.